học cái gì thì học, kiến thức bao nhiêu thì bao nhiêu, cái là biến kiến thức thành tiền mới là quan trọng. Thầy có thể chia sẻ về tương lai của ngành kỹ thuật ô tô sau này không ạ? Và nếu để trở thành kỹ thuật viên ô tô thì nên học nghề, học cao đẳng, đại học? Theo tôi được biết ở các nước phát triển là cái việc đầu tiên học tốt nghiệp 12 sau thì là người ta đi làm. Chúng ta làm trước giống như là hiện nay là chính phủ chúng ta có lớp 9 cộng. Sau khi mà học hết lớp 9, bạn vào lớp 10, bạn vừa học văn hóa và vừa học ngành nghề. Sau 4 năm thì bạn ra trường thì bạn có cái bằng cấp 3 và bạn có cái bằng cao đẳng về ngành nghề và bạn có thể làm ngay. Thì cái thế mạnh của bạn ấy là bạn làm nhiều hơn các bạn mà tốt nghiệp đại học thì bạn cái học bạn học cơ sở lý thuyết nhiều hơn, còn về thực hành thì va chạm thì các bạn ít va chạm hơn. Về tương lai sắp tới thì tôi thiết nghĩ học cái gì thì học, kiến thức bao nhiêu thì bao nhiêu, nhưng mà cái việc mà chuyển hóa kiến thức đó nó thành cái hành động cụ thể mới là quan trọng, cái là biến kiến thức thành tiền mới là quan trọng. Thì như vậy là phải có tay nghề, thì phải tập trung vào có tay nghề rồi chúng ta phát triển cái gì đó chúng ta phát triển. Còn khi mà chúng ta học ra chúng ta có một cái bằng cấp rồi nhưng mà cái năng lực chúng ta nó không đủ thì cái nhà tuyển dụng người ta đâu có quan tâm tới. Khi mà vào đó thì phải làm được chứ, nhưng vào đó phải đào tạo lại, nhưng mà đào tạo lại thì cũng phải có ngày giờ chứ. Nên là những bạn nào mà có cái tay nghề rồi thì vào các doanh nghiệp thì đó là một lợi thế và bạn tiếp thu nhanh hơn. Nên là cái việc mà nên học nghề, học cao đẳng hay học đại học thì các bạn phải hỏi lại chính cái bản thân của mình để hiện nay cái thế mạnh của mình đang là gì. Nếu thế mạnh mình đang học tốt mà thì mình học lên đại học, mình học tốt, mình lấy bằng đại học xong đó mình đi ra. Còn cái thế mạnh của mình là hiện tại là về cái việc học đó thì mình không có tốt mà, nhưng mình làm tốt, mình siêng năng, mình chịu khó, mình tốt để mình đi học nghề. Mình học nghề xong, mình có nghề xong mình đi làm, rồi mình muốn phát triển thêm mình đăng ký thêm liên thông để chúng ta học lên. Bất kỳ một ngành nghề nào cũng vậy thì cần phải tạo ra cái kết quả, mà muốn tạo ra kết quả thì phải có hành động là phải làm. Thì bạn nào mà có một cái tay nghề vững chắc nhanh nhất thì bạn đã có cơ hội sớm nhất, còn bạn nào có cái tay nghề chưa được vững chắc hoặc là nó chậm hơn thì cái cơ hội nó sẽ sâu bạn chứ.